Theo khuyến nghị của đại diện mạng việc làm Jobstreet tại Việt Nam, nếu minh bạch mức lương, nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng tìm được ứng viên phù hợp với doanh nghiệp thay vì phải tổ chức rất nhiều cuộc phỏng vấn và đàm phán mới chốt được những lao động ưng ý nhất. Theo nghiên cứu của mạng việc làm Jobstreet.com về thị trường lao động Việt Nam, có đến 60% người lao động không biết thông tin về mức lương trước khi ứng tuyển. Điều này sẽ khiến phát sinh khó khăn trong đàm phán với nhà tuyển dụng. Do đó, Jobstreet cho rằng khi nhà môi giới việc làm có thể tích hợp được các tính năng như gợi ý mức lương, vị trí việc làm và tổng quan về công ty vào cùng một thông tin công bố tuyển dụng thì sẽ nhanh chóng chọn được nhân sự phù hợp nhất. Công bố mức lương ngay khi tuyển dụng có thể khiến cho doanh nghiệp bị giảm sức cạnh tranh so với những các doanh nghiệp khác hay không còn tùy thuộc vào chiến lược mà từng doanh nghiệp theo đuổi. Có những doanh nghiệp lương khá thấp, nhưng bù lại, họ đầu tư cho nhân sự khá nhiều điểm, như đào tạo thêm, cho cơ hội để phát triển. Vì vậy, minh bạch lương ngay từ khi tuyển dụng không có nghĩa sẽ khiến cho các doanh nghiệp kém cạnh tranh hơn so với đối thủ. Hơn nữa, có nhiều người sẵn sàng làm việc cho các công ty mới thành lập vì có cơ hội tham gia khởi nghiệp. Có người lại thích văn hóa của công ty mà họ ứng tuyển, người khác lại thích quy trình làm việc của doanh nghiệp, v.v. Nói chung, điều này còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh của chính doanh nghiệp, chứ tính cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ ở tiền lương. Tất nhiên, nhà tuyển dụng đồng tình với việc chia sẻ thông tin mức lương với ứng viên trước khi phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và công sức đàm phán giữa đôi bên. Nhưng cái khó là ở chỗ, chính điều này có thể khiến cho nhân sự hiện tại của doanh nghiệp nảy sinh tâm lý so sánh khi nhìn vào thông tin về lương bổng dành cho những người mới gia nhập tổ chức. Về chuyện công bố mức lương tuyển dụng cho người mới có thể làm xáo trộn nội bộ hiện tại của doanh nghiệp, thì tôi nghĩ rằng thực ra doanh nghiệp sẽ phải có một chính sách lương bổng luôn được cải tiến để giữ lao động, và điều quan trọng là minh bạch tiền lương, giúp tìm được người thực sự phù hợp với doanh nghiệp. Hiện tại, theo Jobstreet, để nâng cao cơ hội tìm được việc làm, các ứng viên thường ứng tuyển bất kỳ công việc nào tìm được, dù không hiểu mình có thực sự phù hợp hay không. Kết quả là cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều phải rất vất vả mới tìm được nhau.